hơn 60.000 chai nhựa được người dân thu gom để xây dựng nên một ngôi chùa. Ngoài kiến trúc độc đáo, ngôi chùa còn có ý nghĩa trong việc vận động người dân, du khách không vứt rác thải nhựa ra biển. Xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi là một xã ven biển. Rác thải nhựa bị tấp vào bờ, cùng với tình trạng xả rác bừa bãi khiến khu vực ven biển trở nên ô nhiễm. Thấy vậy, sư thầy Thích Hạnh Nhân chủ trì chùa Đức Lâm vận động người dân cùng thu gom rác thải làm sạch bờ biển. Riêng chai nhựa được mang về làm sạch để xây một ngôi nhà rộng khoảng 60m² trong khuôn viên chùa. Gần một tháng qua, nhiều người dân thôn Vinh Vũ, xã Đức Lợi đã chung sức xây ngôi chùa Đức Lâm. Vật liệu xây chùa là vỏ chai nhựa được thu gom tại các khu dân cư và dọc bờ biển xã Đức Lợi. Ông Đinh Công Thông, trưởng thôn Vinh Phú cho biết, nhận thấy địa bàn xã bị ô nhiễm rác thải nên sư thầy Thích Hạnh Nhân đã vận động người dân cùng dọn dẹp vệ sinh môi trường. Trong quá trình này, chai nhựa được thu gom đưa về làm sạch, dồn cát vào bên trong để xây chùa. Thấy việc làm quá ý nghĩa nên rất đông người dân tham gia. Sau hơn một tháng thì ngôi chùa đã cơ bản hoàn thành. Việc này vừa giúp môi trường sạch đẹp, vừa giúp xã có ngôi chùa với kiến trúc độc đáo. Ông Thông cho biết, ngôi chùa được xây bằng chai nhựa có diện tích khoảng 60m². Chai nhựa được phân thành từng loại, tùy màu sắc nắp mà bố trí sao cho thật đẹp mắt. Những hàng chai nhựa với phần đít chai quay ra ngoài, phần nắp quay vào bên trong thẳng tắp. Để xây nên ngôi chùa bằng nhiều loại chai nhựa khác nhau khó hơn xây bằng gạch. Người thợ xây phải thật tỉ mỉ bố trí các loại chai cho phù hợp, mang tính thẩm mỹ cao. Sau hơn một tháng thi công, ngôi chùa đã cơ bản hoàn thành phần thô. Hiện người dân đang đặt mua lá dừa nước để lợp phần mái. Sư thầy Thích Hạnh Nhân chia sẻ, ý tưởng dọn vệ sinh môi trường, gom chai nhựa để xây chùa được người dân ủng hộ nhiệt tình. Do đó, chỉ trong một thời gian ngắn đã gom được khoảng 60.000 chai nhựa. Đây là việc làm thiết thực của người dân xã Đức Lợi, từ đó ý thức bảo vệ môi trường, hạn chế rác thải nhựa sẽ lan tỏa để môi trường luôn sạch đẹp.